Trời ơi, cứu tôi, trời ơi. Một con hà mã già nua bước đi nặng nề, phủ đầy bụi trần. Giờ với nó, từng giây phút cũng trở nên quý giá, bởi nó biết thời gian không còn nhiều. Đơn độc nơi hoang mạc, nó bầu bạn với đám chim. Những con chim dùng chiếc mỏ nhọn khoét sâu vào các vết thương hở trên thân thể nó, tìm kiếm bữa ăn là các ký sinh trùng ngon lành. Tính ra, kẻ bắt đầu này cũng vẫn còn có ích. Tuy nhiên, điều nó sợ nhất cuối cùng cũng đến. Oh my God. Linh cẩu, cái loài đánh hơi ra mùi chết chóc đáng sợ nhất thảo nguyên đã tới. Kẻ bắt đầu phải làm sao đây? Ai mà chẳng muốn sống, càng già thì càng muốn sống hơn. Kẻ bắt đầu bỏ chạy. Nhưng nó chạy đi đâu? Nhớ khi xưa mỗi lần bỏ chạy là đất lở lòng trời, Linh cẩu đừng mơ mà đụng được nó. Cũng khi xưa, cú ngoạm của nó khỏe vô địch, có thể nhai nát đầu bất kỳ mãnh thú nào. Còn giờ nó vẫn ngoạm, nhưng sau những cú ngoạm thật vô tri, thật yếu ớt, đôi mắt mờ quá mệt mỏi. Dồn sức lực cuối cùng, kẻ bắt đầu lại chạy. Rốt cuộc, nó muốn đi tới đâu? Thì ra là nó tìm đến con nước này. Con nước lúc nào cũng ngọt ngào, đã nuôi nấng, chở che, bao bọc cho nó biết bao năm tháng cuộc đời đằng đẵng. Nó xà xuống con nước như đứa trẻ xà vào lòng mẹ. Nếu có chết thì kẻ bắt đầu phải chết ở chính con nước này. Bởi đó là cội nguồn, là quê hương, là dòng tộc, là gia đình của nó.